Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích 35m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, thiết kế gác lửng hiện đại phòng khách. Với căn nhà này, đường ngõ thực tế trước nhà được 2m, cách với 20m là ra tới trục đường ô tô đi lại, giao thông đi lại thuận tiện, kia là đường ô tô tránh. Đây là vị trí ngôi nhà với căn nhà hướng nhà là hướng đông bắc. Thiết kế của ngôi nhà rất chi là hợp lý, mặt tiền của ngôi nhà gần 3,5m. Công năng sử dụng, phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên trong là một lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là một lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này thì nhà xây mới hoàn toàn, xây độc lập, duy nhất một căn. Quý vị nào mà đang tìm nhà Hà Đông này, đang tìm nhà không phải là nhà xây liền kề, thì có thể tham khảo ngôi nhà xây dựng độc lập này, rất là hợp lý. Thiết kế cũng vậy, toàn bộ phần hoàn thiện ngôi nhà đều đã hoàn thiện xong hết 100% theo đúng hiện trạng, là quý vị có thể dọn đồ về ở. Tất nhiên sổ đỏ lúc nào cũng chuẩn chỉnh, pháp lý lúc nào cũng rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Tầng 1 của ngôi nhà hiện tại Ngọc Anh đang đứng đây là phần để xe mọi người nha. Riêng phần tầng 1 chủ nhà thiết kế rất hài hòa hợp lý. Đây là phần không gian để xe, đây là phần không gian phòng bếp, còn phòng khách thì ở trên tầng 2 cơ. Đây là phần phòng bếp hoàn thiện 100% cho quý vị rồi. Tủ bếp lắp đặt xong hết, hồ sơ điện nước xong xuôi. Đấy, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Rồi là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Với căn nhà được xây độc lập một căn, rất rộng và thoáng, hướng nhà là hướng đông bắc. Quý vị nào hợp hướng đông bắc thì có thể tham khảo. Ngoài phần để xe, phòng bếp thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn của trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ, ngăn cách giữa phần để xe, phần cầu thang này thì là chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Với căn nhà này, vị trí cụ thể thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với trường đại học Phenica, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với lại trung tâm hành chính quận. Nói chung đi lại giao thông phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Quốc Oai, quý vị đi làm ở Hoài Đức, hoặc quý vị đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, hoặc là theo trục đường quốc lộ 6, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân đều rất là ok. Mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị, phòng khách ở trên phần tầng 2. Đây là phần không gian phòng khách. Đấy. Cửa sổ thông thoáng, hoàn thiện chỉnh chu hết. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED. Đây là phần phòng khách. Đấy. Và một phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ đây. Cửa sổ thông thoáng. Tất cả các phòng đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2 cho quý vị đầy đủ công năng về bồn cầu, sen tắm, lavabo, đầy đủ hết cho quý vị. Trong phòng vệ sinh này, chủ nhà ốp gạch lên trên từ tận trần, rất là sạch sẽ. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo em lên tầng 3, tầng tiếp theo nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ trước và sau. Phòng nào cũng đầy đủ cửa sổ ánh sáng thông thoáng tự nhiên, cửa sổ thiết kế hai lớp cửa, đảm bảo độ an toàn cũng như thẩm mỹ cho ngôi nhà. Quan trọng là vị trí ngôi nhà nằm ở trong khu dân cư đông đúc, không phạm phải đình chùa miếu mạo, không lỗi phong thủy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Giá bán em để ở dưới phần bình luận, phần miêu tả cho quý vị nhé. Bởi vì sao ạ? Đôi khi giá bán chủ nhà có thể tại thời điểm này có thể thay đổi, tăng giảm, cho nên em sẽ thay đổi theo ở dưới phần miêu tả cho nó dễ. Tại quý vị xem, tại cái thời điểm quý vị đang xem. Phòng vệ sinh tầng 3. Đây. Tương tự như tầng 2. Đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng nhé. Và hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế công năng
Đây một khu vực riêng để giặt giũ, để máy giặt. Đó, riêng biệt. Một phòng riêng quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đây là tầng 4, phần còn lại sân phơi. Với phần sân phơi tương đối rộng và thoáng. Quý vị nào yêu thích trồng cây thì cũng có thể trồng cây được ở vị trí này. Rất là ok, xung quanh quý vị có thể tham khảo thực tế. Tất cả những nhà xung quanh đây nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.